Bây giờ con sẽ thực hiện phương pháp tính tư duy của Smart. Thầy sẽ bấm máy tính để xem ai làm nhanh và chính xác hơn nha. Rồi, chuẩn bị hai chữ số 85 cộng 56 93 11 52 84 trừ 65 cộng 37 49 21 86 17 24 bậc 50 là bán chính xác. Dạ. Tiếp theo phép tính ba chữ số. Chuẩn bị 352 cộng 984 637 187 trừ 273 cộng 956 871 752 bằng chính xác của môn 66. Dạ, đây là